Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã tổ chức hội thảo với chủ đề chuyển đổi số trong quản lý hành chính và truyền thông trên mạng xã hội, trách nhiệm của công chức viên chức huyện Long Thành năm 2023. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, nhờ có chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin rất đa dạng. Trong công tác quản lý hành chính, hoạt động chuyển đổi số góp phần nâng cao tỷ lệ độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều chuyên gia, giảng viên của các trường đại học trao đổi về các nội dung như chuyển đổi số trong quản lý hành chính, tiềm năng và vai trò của chuyển đổi số trong thiết kế đô thị thông minh và truyền thông trên mạng xã hội, trách nhiệm công chức viên chức huyện Long Thành năm 2023. Những cái thông tin về chuyển đổi số đó khi mà áp dụng cho tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng thì đã, như bản thân tôi hôm nay đi dự hội thảo thì đã thu nhận được rất là nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức bổ ích để thấy được cái vai trò của chuyển đổi số khi mà áp dụng vào trong công việc quản lý và vận hành công tác ở cơ quan đơn vị nó rất là thuận lợi. Khi mình đặt tay vào bàn phím để mình bình luận hay là mình chia sẻ thông tin thì mình phải chậm lại khoảng 10 giây để mình suy ngẫm xem là cái việc chia sẻ và đăng tải đó nó tốt hay là nó xấu, nó đáng làm hay là không đáng làm và nó nên làm hay là không nên làm. Đặc biệt là mình phải chú ý để ý các cái chiêu thức lừa đảo trong cái bối cảnh hiện nay, bởi vì chính cái thực tế đã cho thấy là cái hoạt động lừa đảo ở trên mạng xã hội hiện nay rất là nhiều. Do đó là cái việc ứng dụng cái chuyển đổi số và nhận thức và nắm bắt được cái xu thế phát triển của chuyển đổi số để trấn các hoạt động lừa đảo và đặc biệt là cái việc lợi dụng cái internet mạng xã hội để xuyên tạc trên môi trường mạng. Tuần lễ chuyển đổi số năm 2023 huyện Long Thành được tổ chức từ hôm qua đến hết ngày mai với rất nhiều hoạt động như tìm hiểu trực tuyến chuyển đổi số, diễu hành, lấy ý kiến đề xuất từ người dân, hội thảo chuyên đề, v.v. Thời gian qua, huyện Long Thành đã áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính như gửi nhận văn bản điện tử, quản lý và chỉ đạo điều hành trên phần mềm, sử dụng phần mềm một cửa, e-gov, liên thông thuế điện tử, đất đai và mới nhất là ứng dụng thu phí và lệ phí trực tuyến tại bộ phận một cửa, v.v. Đối với nội dung truyền thông trên mạng xã hội, trách nhiệm của công chức viên chức, lãnh đạo huyện mong muốn cán bộ công chức viên chức ý thức trách nhiệm hơn khi tiếp cận, lan tỏa những thông tin trên mạng xã hội. Ban chỉ đạo và lãnh đạo huyện mong muốn rằng chuyển từ cái nhận thức đến hành động của cán bộ công chức viên chức, nghĩa là thực hiện chuyển đổi số nó không phải là việc mới, nó không phải là thêm việc mà mình ứng dụng cái thành tựu khoa học kỹ thuật của số vào công tác cải cách hành chính của huyện nhằm nó giúp cho cán bộ nó thực hiện nó trôi chảy hơn, nó tốt hơn, nó nhanh hơn bằng các cái văn bản giấy thông thường trước đây. Chúng ta muốn là chuyển đổi số là chúng ta không phải là phần mềm mà không phải là công nghệ, mới là con người, phải nhận thức từ tư duy cho nó tốt. Sáng nay, huyện Long Thành cũng tổ chức thi và trao giải cho các thí sinh xuất sắc khi tham gia giải đáp các kiến thức về chuyển đổi số. Chiều nay, huyện tiếp tục tổ chức các hội thảo an toàn thông tin, giới trẻ cần làm gì để sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thiết kế AI, thay thế AI.